Chào các bạn. Hôm nay mình đi hái rau húng lủi để làm trà tiếp các bạn. Cho nên mình chia sẻ cho các bạn cái này nè. Các bạn biết hồi đầu mấy bữa hổm á, khi mà húng lủi mình lên nhiều quá, mình không có ăn được hết á các bạn. Tại vì mình ăn một bữa rau của mình chừng vài cọng thôi, mình không ăn thế nhiều được. Cái mình mới hái vô mình làm trà. Thì mình cho các bạn coi nè, mình nói các bạn là mình phơi ở trong nhà các bạn đó, thì nó sẽ cho mình cái màu xanh này rất là đẹp nè, các bạn thấy không? Wow, cọng húng lủi màu xanh mà nó còn tím tím luôn, các bạn thấy không? Đó thì mình mỗi buổi sáng các bạn lấy một nhúm như vậy là các bạn đủ nấu rồi ha, đủ pha rồi. Một ly trà mình uống một ly như đây thôi các bạn, mình không uống nhiều đâu, một ly vậy thôi. Thì mình á thì mình phơi trong nhà nha các bạn, tại vì xứ mình là xứ lạnh khô cho nên mình để trong nhà cái nó khô tự nhiên luôn các bạn. Phơi rồi quay ráo rồi để khô tự nhiên. Còn năm ngoái mình không biết á các bạn, mình để cho nó dài dữ quá rồi mình hái nhiều quá, mình đem phơi nắng á các bạn, cái nó bị vàng các bạn ơi, mà nó lại bị nát do lúc mình cắt á, cái lá cắt rồi thì nó vụn ra cho nên nó không có đẹp ha các bạn ha. Còn cái trà mà mình ngắt ngọn mình phơi á các bạn, nó teo lại, nó còn như đây nè, đẹp ghê các bạn, các bạn thấy thích không đó. Toàn là ngọn không các bạn, không có cành đó, cho nên á là mình thấy nó đẹp quá. Bây giờ mình pha trà cho các bạn coi rồi các bạn đi hái với mình nha. Húng lủi nhà mình hôm nay nữa quá thì nhiều luôn á các bạn. Thì các bạn biết không, mình vì mình phơi trong nhà cho nên mình không cần phải chắc cái nước nó ra, kiểu rửa trà thì mình không cần rửa đâu các bạn. Đó là mình chỉ uống nhiêu đây thôi các bạn, cái như là một ngày mình bổ sung cho mình bao nhiêu đó vitamin thôi. Mình không hề uống thuốc tây nha các bạn, mình chỉ có uống trà này thôi. Anh xã mình thì lại không uống được với mình. Mình nói anh uống không, em pha cho, mà anh nói không, em uống đi. Cho nên có mình uống à. Đó thì mình ngâm như vậy đó các bạn, cái lá trà, cái lá húng lủi nó sẽ nở ra từ từ, các bạn có cảm nhận không? Mình cảm nhận nó nở ra từ từ nè. Tại vì nó ngâm nước vô các bạn, nó nở ra từ từ á. Đó. Một lát các bạn sẽ có một ly trà rất là đẹp luôn á. Bây giờ các bạn có cảm nhận được không? Mình cảm nhận được màu xanh của nó xuống rồi các bạn. Còn mình pha trà kia thì nó lại ra màu vàng các bạn, nó không được xanh như vậy. Đó, nó đang chuyển màu xanh đó các bạn, thấy đẹp không nè. Còn mình làm trà này thì ra màu vàng. Cho nên nói chung là nó cũng có cái màu của nó ha các bạn ha. Các bạn thích màu vàng thì các bạn phơi nắng ha, phơi nắng thì nó ra màu vàng. Còn mình thì mình thấy mình thích màu xanh đó, cho nên bây giờ nó chuyển ra màu xanh nè các bạn nè. Nhìn nó đẹp ghê không nè. Đó các bạn mê ha các bạn ha, nó từ từ nó chuyển xuống cho mình đó các bạn. Các bạn ơi thích không, quá thích ha. Trời lạnh lạnh mình làm ly trà nóng nóng vậy nè các bạn, cùng thưởng thức với mình ha. Rồi bây giờ á các bạn đi hái trà với mình nha. Đó, nó ra màu vậy nè các bạn. Một chút nguội mình uống là cái màu nó rất là đẹp luôn á các bạn. Bây giờ nó còn nóng lắm luôn, tại mình nước sôi mình mới đổ vô các bạn. Đó. Giờ mình đi hái trà đi các bạn ha. Thử coi mình hái trà, hái vô rồi cái ly trà nó nguội rồi á thì không biết nó sẽ ra màu gì ha. Tại thường thường á là mình pha về xong mình làm vòng hồi là ấm ấm á, mình húp miếng rồi mình không để ý. Không để ý cái màu nó như thế nào nữa các bạn. Đó. Một năm thì mình cứ làm một ít vậy, mình để dành mình dùng dần á các bạn. Cái công dụng của rau húng lủi này là nó tăng đề kháng á các bạn. Nếu các bạn uống tươi được thì các bạn nấu tươi uống cũng ngon lắm các bạn. Đó, mình thì tiện và lợi thì thôi giờ mình phơi rửa một lần phơi sẵn về làm nấy hơn, chứ mỗi ngày ra hái nấm thì chắc là bộ hơi khó với mình á. Tại vì mình ra vườn là mình ra luôn, mình không có ở trong nhà, mà mình đã ở trong nhà thì mình làm hết công việc trong nhà rồi mình ra vườn, tại vì cái tính mình hay quên á các bạn. Mình để bếp đó rồi mình đi là lơ mơ nó khét rồi nó cháy nhà. Là ở Mỹ mà các bạn biết đó, nhà bằng gỗ không à, ở các bang khác thì sao chứ, bang Washington mình á nhà đa phần bằng gỗ, mà gỗ thông nó có dầu nữa các bạn, trời ơi nó cháy một cái là thôi
khóc tiếng máng luôn á các bạn ha. Đó, bây giờ nó đổi màu từ từ rồi, các bạn thấy đẹp không? Đó, cái màu này đẹp quá rồi. Nói chung là nó như vậy đó các bạn. Thì mình chia sẻ cho các bạn vậy đó. Giờ đi hái trà với mình hai các bạn ha. Các bạn, cây này á mình không biết tên tiếng Anh của nó đâu, mình thấy nó đẹp quá thì mình có hỏi thì người ta nói là cây bọ cạp. Đó, cái bông nó đẹp ghê các bạn. Bông trắng, bông hồng. Đẹp quá các bạn ha. Rồi, cây này là cây lài thơm nè các bạn nè. Bây giờ nó như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ dưỡng nó để một thời gian các bạn có bông mình khoe với các bạn ha. Bây giờ mình sẽ chăm sóc nó. Nếu mà thành công thì mình chia sẻ cách chăm sóc nó cho các bạn ha. Tại vì cái này là lần đầu tiên mình trồng luôn. Lần đầu tiên mình có cây này cho nên mình cũng chưa nhìn thấy cái bông của nó luôn nữa. Mình chỉ nhận được nó là lúc nó như vậy thế này nè các bạn. Đó. Còn cây này á, thì mình nhân giống được rồi. Cái cây này mình nhân giống được nha các bạn. Hôm nào mình sẽ làm đề tài về nó. Mình không biết tên nó là tên gì nữa. Mình gọi nó là cây đuôi chồn. Tại vì nó đẹp quá các bạn. Cái đuôi nó ra màu hồng hồng vậy nè. Đó. Cái bông, nó không có bông các bạn. Nó chỉ là lá thôi. Nhưng cái lá của nó ra màu vậy đó các bạn. Con nai thích ăn lắm. Còn đây là cây bạch quả các bạn. Cây bạch quả là một cây thuốc đó các bạn ha. Thì mình sẽ xay tàn cho nó. Mình nghiên cứu nó thử coi. Mình rất thích nó. Nhưng mà mình không có tiền mua. Nhưng mà hôm nay mình được tặng thì mình rất là vui. Cho nên mình chia sẻ cho các bạn biết vậy đó. Cây bạch quả này mình tra Google thì nó rất là nhiều công dụng đó các bạn. Hồi mình đi làm ở tiệm á, cái chị chủ tiệm á, chị có nói về vấn đề cây bạch quả này mình thích lắm rồi. Nhưng mà mình chưa có mua, bây giờ mình mới thấy nè. Các bạn thấy cái lá của nó không? Đó. Các bạn mà rảnh thì lên Google tìm thử cây lá bạch quả rồi công dụng của cây bạch quả ha các bạn ha. Mình sẽ chia sẻ sau. Các bạn thấy cây cẩm tú cầu của mình rất là nhiều nụ không? Đó. Bây giờ mình hái mấy cái cây lá nụ này các bạn, nó tốt. Các bạn coi nè, cái lá nó bự dễ sợ chưa? Quá chừng bự luôn. Không phân phướng gì đâu nha các bạn nha. Nó mọc, mình dẹp hoài nó không sao chết, thôi mình để nó luôn á. Cái như là mình trồng nó cách đây 4 năm rồi. Mình nhổ mình bỏ hoài mà sao nó cứ lên hoài. Mà nó càng lên càng đẹp cho nên thôi mình nói vậy thôi. Để mình làm trà thiên nhiên luôn các bạn nè. Đó, nó mọc là tự nhiên luôn á các bạn. Chỉ là có nước tưới của cái cây cẩm tú cầu là nó hưởng sái thôi. Rồi các bạn coi cái lá của nó nè. Nếu mà tính ra nó bằng mấy ngón tay các bạn. Wow, bự bằng 3 ngón tay mình luôn nè các bạn nè. Wow, cái lá này nó bự bằng 3 ngón tay luôn. Các bạn thấy không, 3 ngón tay của mình đâu có nhỏ đâu. Mà nó đè luôn, nó phủ luôn 3 ngón tay của mình nè. Wow, các bạn thấy ghê chưa? Lá húng lũi của mình vậy đó các bạn. Mà cái dòng mà mình trồng á, mình để tự nhiên vậy nó tốt ghê. Mà cái gì mà mình chăm sóc thì nó không tốt đâu các bạn. Đời nó vậy á các bạn ơi. Nó ngược thôi các bạn ha. Đó, thì mình sẽ hái cái đọt của nó mình làm trà. Mình hái xong rồi mình sẽ triệt nó luôn. Tại vì mình không muốn để á các bạn. Mình nhổ mình bỏ luôn.
mình không hái các bạn, nó già đó, nó lên cây co, nó rụng hộp, nó mọc tiếp các bạn, nó có bông á. Mình ngồi vậy bị ngược tay ha, các bạn đâu thấy mình cắt đâu. Các bạn thấy cái cọng rau húng lủi của mình nó đẹp không các bạn? Mình nói thiệt với các bạn nè, mình không có túi phân gì hết á. Cái rau húng lủi này nè, mùa đông cái nó rụi hết, nó nằm đó. Xong cái mình cắt cỏ các bạn, mình tủ nó lên một lớp cỏ, rồi mình tưới nước thôi các bạn, mà nó đâm đầu lên thấy mê vậy đó các bạn ơi. Cho nên nó là rau của mình là chỉ có nước thôi đó các bạn, với lại cái phân cỏ mà mình bỏ lên nó mục á các bạn, rồi nó tốt vậy đó các bạn. Chứ mình không có tưới phân cá luôn á các bạn ơi. Nếu mà mình tưới phân cá nó còn tốt nữa ha, tại vì mình không có ăn hết á, cho nên là mình cũng không cần tưới để cần nhiều đó, mà nó lên còn không kịp luôn á các bạn. Cái xứ của mình sao mà nó thích, tại vì lạnh lạnh á các bạn, cho nên nó thích ha các bạn ha. Cái rau húng lủi này nó chịu lạnh nè, cho nên mình trồng á mình thấy nó dễ lắm, các bạn có thấy vậy không đó. Thì mình lúc trước mình trồng nguyên một luống luôn á mà mình không có biết, bởi vì mình hái mình đem lên chùa mình cho, nhưng mà mình thấy ai cũng có trồng được hết, cho nên giờ mình không có cho nữa. Mình giờ mình chỉ trồng ít như đây thôi, chứ là một thùng đằng kia nữa là hai thùng, mình thấy mình dư ăn lắm luôn rồi. Mà thật sự các bạn biết không, mùa đông thì thèm lắm, nhưng mà mùa hè mình làm việc rồi cái tự nhiên mình hết thèm mà các bạn. Mình không còn thèm cái rau húng lủi để làm cái rau sống để ăn nữa các bạn, mà mình lo làm hơn nữa. Rồi chỉ nó ăn canh ăn đồ cho lẹ, tại mùa hè nó nóng quá các bạn, mình thích ăn canh ăn đồ. Mùa đông ở không rảnh thì lại khoái ỉ ăn món cà ra gỏi cuốn đồ này kia, ngộ quá các bạn ha. Nó ngược ngạo vậy đó. Giờ thôi mình hái mình làm trà để dành mình uống. Mình rửa húng lủi xong rồi các bạn. Bây giờ nó sẽ có nước, dù cái mình rủ cái nào nó có nước thôi các bạn ha. Đây cái ly nước mình uống gần hết rồi nè các bạn nè. Cái màu trà đẹp dễ sợ chưa các bạn à, thích không các bạn à. Mình mỗi lần uống mình hóp ngụm vậy đó các bạn, cắt giọng vậy đó. Mình ít uống nước đó, không phải ít uống nước mà ngày xưa mình không biết đó, mình uống nhiều quá. Sau này mình học hỏi thì mình biết là mình không nên uống nước nhiều các bạn. Hồi đó mình uống, nghe nói mỗi ngày uống 2 lít nước, mình gắng mình uống, uống đến nỗi mà đi tiểu nước ở trong vắt luôn á các bạn. Thì như vậy cũng không có tốt các bạn. Hồi đó mình đi làm văn phòng á, rảnh mà, cho nên là cứ uống nước thôi. Uống nước xong rồi cứ đi tiểu, từ ngày đi mấy lần luôn vậy đó. Cứ phải uống nước vô là đi tiểu, mỗi lần mình uống một ly đầy. Xong đi tiểu nước trong vắt, sau này mình biết làm như vậy là cái thận mình nó phải đào thải quá, nó không đào thải kịp nó cái chất độc luôn á các bạn, đó là nước trắng luôn à. Cho nên sau này mình ít uống nước lại, bớt từ khi nào mình khát thì mình sẽ uống. Mình quay chút xíu cho nó ráo nha các bạn, để cho nó mau khô chứ gì hết á. Đây là các bạn cảm tưởng nó khô hơn là cái cọng này. Nói chung là mình quay như vậy nó sạch, nó khô, mình thảy ra nó mau khô các bạn. Thank you.
khô vậy nè các bạn. Mình để trong nhà các bạn từ từ nó héo à, tầm 3 ngày là khô các bạn. Ngày đầu tiên á là nó héo, rồi xong ngày thứ hai là nó héo thêm chút nữa, ngày thứ ba là khô rôm luôn á. Là các bạn bỏ vô hũ cất được á các bạn nha. À, các bạn nhìn thấy những cọng rau không? Không hề còn miếng nước luôn á các bạn. Rồi mình tạm biệt các bạn nha. Mình chúc các bạn có những bình trà húng lủi để dành uống vào mùa đông ha. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong video sau.